làm gì trên xe tao vậy? Bước xuống. Trời ơi trời, mày biết nó mà chạy xe tao một cái ha, là mày tới công chuyện với tao đó. Ê nè, mày làm cái gì vậy? Mấy con quỷ tiểu tam giật chồng tao. Tháng 7 cô hồn, tránh xa chồng tao, tránh xa chồng tao. Con quỷ tiểu tam, con quỷ cô hồn, tránh xa chồng tao, tránh xa chồng tao. Cái con tâm thần này mày bị bệnh hả? Mày có bị bệnh á thì đi về nhà uống thuốc đi nha, không là tao báo công an bắt mày đó. Vậy sao? Mày có giỏi á, mày kêu thằng Quân người yêu của mày á ra đây nói chuyện với tao nè. Còn không thôi hả? Tao ngồi ở đây hoài luôn. Tao sẽ không có ông này. Kêu thằng Quân ra đây. Anh Quân có liên quan gì đây? Tao không cần biết, kêu thằng Quân ra đây. Còn không á, tao ngồi ở đây luôn. Cho mày khỏi lấy xe. Mày ngon lắm, mày đợi đó đi. Alo, anh Quân hả? Anh ra bãi xe đi. Có cái con điên đã ngồi trên xe của mình nè. Ủa? Anh ấy chơi trò ngộ vậy?